À, thường anh em cứ 2-3 tháng chạp anh em thấy những cái chùm nụ từng đầu rõ rồi à, thì khoảng chừng 29 28 29 là cái mai nó nở là vừa. Ví dụ như cây này á, nó nở 1 tuần chưa hết bông anh em, nên chúng ta không có sợ. Ví dụ 27 nó nở đi đó, 1 tuần sau là tới tới ngày mùng 4 là anh em, mà 1 tuần chưa hết bông nên chúng ta đừng có sợ ha, đừng đừng có sợ nó nở sớm, mà chúng ta chỉ sợ nó nở trễ thôi. À, nhiều khi tới Tết mà có le que 1-2 cái bông à, mà thậm chí là tới ngày Tết mà không có cái bông nào, quê tèo lắm. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Đây là cái cây mai mà em hái lá thử anh em. Em hái cái lá cách đây được 3 ngày rồi. Để em tính cái thì cái khả năng nó nở là nó bao nhiêu ngày để sau này tiến hành lặt lá cho nó chính xác anh em. Được 3 ngày đấy anh em ha. À, thì sẵn cái clip này em cũng chia sẻ đến một số anh em mà cũng đã hay hỏi đó. Hỏi em là làm sao cho nó cái nụ mai nhanh nở. Rồi khi để làm sao để cái nụ mai khi cái bông nó nở ra nó căng bông. À, và như chúng ta điều chỉnh cái tốc độ lớn nụ sau khi chúng ta hái lá, chúng ta điều chỉnh như thế nào đối với khu vực miền Nam mình, đối với khu vực miền Nam nha anh em. À, thì như cái này như anh em quan sát ha, à, sau khi em hái lá được 3 ngày anh em thấy không, ví dụ như cây này á em hái lá từ ngày 16 tháng chạp đi, ví dụ vậy, thì hôm nay là ngày 19 nha anh em, nhiều bệnh đến cỡ này là ok. À, nó còn khoảng chừng 3 ngày nữa. À, là cái nụ này nè, nó tương ứng với cái thời gian là ngày 23 tháng chạp đưa ông táo về trời á. Anh em canh làm sao ngày đưa ông táo về trời á. Thì à, chúng ta nhìn thấy nguyên cái chùm nụ luôn, à, tức là nó bung ra, bung vỏ trấu này ra nè. Nó chui ra nguyên cái chùm nụ luôn thì chúng ta thấy rõ nguyên cái chùm nụ luôn, à, vừa thấy được cái chùm nụ là ok, là cái mai chúng ta nở đúng vào dịp Tết. À, là những cái nụ cái, những cái nụ bự nó chui ra trước á. À, thì từ ngày 23, à, nó bung ra mà nó thấy từng chùm nụ á, thì cái nụ cái á, nó khoảng chừng 5 ngày sau nó nở. À, là tầm khoảng 29 30 29 là nó nở là vừa anh em. Đó là cái cử thời gian để chúng ta canh nhớ phù hợp đó. Còn cái trường hợp á, trước khi anh em hái lá nữa thì anh em phải quan sát cái nụ này nè, à, nó như thế nào, cái cỡ nụ như thế nào, chúng ta quan sát cái tổng tổng thể ha. À, rồi sau khi hái lá khoảng chừng 3 đến 4 ngày chúng ta phải quan sát cái nụ nó có chuyển mình hay không, nó chuyển mình như thế nào. Ví dụ sau 3 ngày 4 ngày mới chuyển mình như kiểu này á thì là ok. À, là chúng ta còn là nó bình thường. À, còn cái trường hợp á mà nó chuyển mình chậm á, hoặc là không chuyển mình á 3 đến 4 ngày mình thấy nó im á, hoặc chuyển mình chậm thì chúng ta phải xử lý ngay. Chúng ta phải dùng những cái biện pháp để chúng ta kích, à, cho nó bung vỏ trấu ra nhanh. À, đầu tiên á là anh em tiến hành bấm bớt đi những cái cành mà nó dài quá, nó cho nhiều nụ quá đó thì anh em bấm bớt đi. À, chúng ta kết hợp với lại tăng cái nhiệt độ của cây mai lên để cho nó nhanh nở. Thì cụ thể thì như thế nào anh em ha, cụ thể thì trước hết anh em phải kết hợp giữa bấm cái cành đi, bấm cái cành đi ha. Ví dụ như một cái cành á nó dài quá, nó 10 nụ. Đó, thì anh em bấm bấm bớt đi, anh em chỉ nên chỉ giữ lại 5-6 nụ thôi. À, để cho nó tập trung lực nó nở, chứ anh em để nhiều á thì nó cũng không có nở hết cái bông được đâu anh em. Giữ không cần phải giữ ha, còn trường hợp mà những cái mai nào mà nó nở nhanh quá đó, thì chúng ta không cần phải bấm. Rồi chúng ta kết hợp tăng cái nhiệt độ lên. À, ví dụ đây một cái cành ha, à, cho nhiều cái nụ đây, những cái nụ đầu á
thì tới sau khi chúng ta chơi Tết á, những cái nụ đầu này nè ít khi nó nở hết lắm, nó không có nở hết được cái những cái nụ ngoài đâu, nó nở được cái đoạn bên trong này thôi, thường những cái nụ đầu này nó không nở ra, không nở được. À, nhiều khi đó đưa cái đậu xanh nó nằm nó hoài luôn. À, đến khi nó nở là hết Tết mất tiêu rồi, tàn ngày luôn rồi, tàn cây luôn rồi. À, nên những cái cây á mà nó chậm bung quả trấu á thì anh em sẽ bấm bấm bỏ đi. À, anh em giữ lại những cái nụ bên trong mà thôi, bấm đi để tập trung nhựa nó dinh dưỡng, tập trung lực nó nở. Thậm chí những cái búp lá này nè, à, những cái mai mà chậm bung á, những búp lá này nè anh em bỏ luôn. À, chậm bung vỏ trấu thì chúng ta phải chấp nhận anh em. Ừ. Nhưng mà khi mà chúng ta lặt những cái lá đầu lá đi á, nó cũng là một thiệt thòi với cây á anh em, ảnh hưởng cũng cũng có phần ảnh hưởng tới cái cây á, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận, tại vì nó không kịp thì chẳng lẽ Tết chúng ta không không kịp Tết thì cũng không được ha. À. Còn cái biện pháp mà chúng ta tăng nhiệt độ cây lên là anh em phải phơi cái cây ngoài nắng. À, kết hợp nhiều biện pháp luôn ha. À, anh em phải phơi cây ngoài nắng nè. À, rồi cái thời gian mà đang nắng đó, đang nắng chiếu vô cây mai luôn á, tầm khoảng từ 9 giờ là anh em dùng cái bình xịt đó đó. À, anh em cho nước sạch vô, anh em xịt trên cái cành này nè. À, anh em hạn chế tưới cái chậu nó ướt quá nha anh em, nó có độ ẩm là được rồi, đừng có tưới nữa. À, và anh em dùng cái bình nước đó, nước sạch đó, anh em xịt trên cái nụ này nè lúc cái trời đang nắng ha. Một ngày anh em có thể xịt 3 4 lần cũng được, cứ rảnh là anh em xịt. À, xịt khoảng từng tiếng 2 tiếng sau đó rồi ra xịt tiếp. À, thật lúc trời đang nắng luôn, và hạn chế tưới buổi tối ha. À, khi mà cái cây nó có độ ẩm thì không cần phải tưới, mà anh em muốn tưới á, là anh em tưới giấc trưa á. À, mà tưới sương sương thôi, vừa tưới trên cành nhánh này, vừa tưới trên thân, vừa tưới cho giống cái tấm cái mai luôn. À, sương sương cái lòng chậu thôi. À, thì nó sẽ rất nhanh nở. Ừ. Đừng có tưới buổi tối nha anh em, đừng có để cái chậu nó ướt quá. Đó là chúng ta vừa là tăng cái nhiệt độ của cây mà vừa làm cho nó sốc, nó sốc nhiệt, sốc nước. Ví dụ đang nắng mà chúng ta đưa cái lượng nước nước mát cho nó sốc. À, xịt nước trên thân, nước trên nụ là nó sốc sốc. À, giống như là nó bị sốc nhiệt, sốc nước thì nó sẽ nhanh nở. À, rồi nếu mà trường hợp những cái cây á mà sau khi chúng ta hai lá khoảng chừng 4 ngày á vẫn thấy nó nằm im á, thì anh em dùng cái này gói này nè, vừa kết hợp cái biện pháp hồi nãy đầu tiên luôn ha, rồi kết hợp cả là anh em xịt cái này đây. À, anh em pha Atonis này nè, anh em pha cho hai giọt thôi. À, cho 1 lít nước, 2 giọt thôi nha anh em. À, 2 giọt cho 1 lít nước, anh em pha nhiều quá thì anh em nhân lên. À, ví dụ một cái bình đó thì nó khoảng 1,5 lít thì anh em đông 1 lít thôi, anh em cho 2 giọt. À, rồi anh em phun sương trên cái cành này nè, một ngày phun được 1 lần thôi nha anh em, chỉ phun được 1 lần thôi. À, lúc trời nó đang nắng á, khoảng chừng 10 giờ 11 giờ vậy á, trời đang nắng chiếu cái cây luôn, rồi anh em phun trên cái nụ này nè. À, phun lên rất nhanh nở nha anh em, phun. À, phun lên. À, ngày mai ngày mốt lại nó phun lại khoảng 2 ngày, 2 3 ngày sau nó phun lại nữa, nếu mà nó chậm nở nữa phun nữa. À, mà em nghĩ phun 1 lần thôi, thường em phun 1 lần thôi là nó bung liền, dễ bung lắm. Ừ. Đó là cái biện pháp thứ hai để chúng ta mà làm giúp cho cái nụ mai nhanh nở. À, còn cái biện pháp thứ ba nữa anh em tiến hành tưới nước ấm, nước ấm chứ không phải nước nóng nha anh em. Nước ấm á, nước mà cái nhiệt độ nó khoảng chừng từ 35 36 độ vừa anh em tưới, đừng nóng quá hư rễ là được. Đó, còn biện pháp cuối cùng nữa là anh em kết hợp giữa phơi nắng và ban đêm thì anh em che bóng đèn. À, nhưng mà cái năm này cái khí hậu năm này cũng chưa đến nỗi đâu anh em, năm này cũng chưa đến nỗi lạnh phải che bóng đèn đâu, nhưng mà đó là cái những cái biện pháp mà để chúng ta giúp cho cây mai nó nhanh nở. Và ngược lại ha, những cây mai mà nó nở nhanh quá đó, lỡ mày anh em hái lá trực ngày, hái lá sớm, hoặc là tốc độ bung vỏ trấu nó rất là nhanh, nhiều khi anh em hái có 3 4 ngày thôi mà nó bung mày nó bung rõ rồi. Nói chung
mới có 20 21 tháng chạp mà nó nụ nó đã, chúng ta đã thấy rõ những cái chùm nụ rồi thì đó là nó nhanh anh em ạ. Thì nên nên cho nó nở trước. À, vì chúng ta hiện nay chúng ta đã có cái trống rụng cánh hoa rồi, chúng ta không có sợ. À, nếu này nên chúng ta không có sợ, chúng ta cứ canh nó cho nó nở trước đi. À, thường anh em cứ 2-3 tháng chạp anh em thấy những cái chùm nụ rõ rồi. À, thì khoảng chừng 29 28 29 là cái mai nó nở là vừa. Ví dụ như cây này á nó nở 1 tuần chưa hết bông anh em, nên chúng ta không có sợ. Ví dụ 27 nó nở đi đó, 1 tuần sau là tới tới ngày mùng 4 là anh em, mà 1 tuần chưa hết bông nên chúng ta đừng có sợ ha, đừng đừng có sợ nó nở sớm, mà chúng ta chỉ sợ nó nở trễ thôi. Đó, nhiều khi tới Tết mà có le que 1-2 cái bông à, mà thậm chí là tới ngày Tết mà không có cái bông nào, quê tèo lắm đó. Vậy nên cứ cho nó nở trước đi. Và ngược lại những cây mà nó nhanh quá đó thì chúng ta xử lý ngược lại với cái cách hồi nãy thôi. Đó. Thứ nhất là anh em đưa cái mai vào mát, hạn chế ánh nắng đi. Đó. Hạn chế ánh nắng quá đi, và đừng có bấm, mà đừng có xịt, đừng có tưới gì cái miếng cành này hết. Mà anh em tưới ưu tiên là tưới buổi tối á, tưới buổi tối để cho nó lạnh cái rễ, lạnh cái rễ thì nó chậm nở, và hạn chế ánh nắng, đưa cái mai vô mát để làm sao cái cây mai nó lạnh giải đại sẽ nó chậm lỡ nở hơn. Nhưng mà khi mà anh em đưa cây mai vào trong mát á, nó bị thiếu hụt ánh nắng á, thì nó sẽ cái bông nó sẽ nở, nó không có căng cái bông, bông nó nhỏ. Vì vậy anh em phải bổ sung cái thằng này nè, canxi bo. Canxi bo ha, cái canxi này á, thường nó sử dụng ở những cái cây ăn trái củ quả á, là nhiều anh em, nhưng mà trên bông hoa sử dụng cũng rất ok. Cái tác dụng của canxi bo á, là nó hạn chế rụng hoa nè, hạn chế bị thối trái nè. Thường á những cái trường hợp đó xảy ra là những cái trường hợp mà những cái trái, những cái hoa nó bị thiếu ánh nắng nè, bị khuất ánh sáng thì nó sẽ dễ bị nứt trái, thối trái này kia nè em. Cái cây mai nó cũng vậy. Đây này em, tác tác dụng của nó nè, anh em thấy không? Đó. Đó. Thường là những cây mà nó bị thiếu ánh sáng á, thì nó dễ bị lắm. Giống cây mai cũng vậy, khi mà chúng ta cách ly ngoài cách ly ánh nắng á, tự nhiên á. Tại vì cái canxi á là cái ánh nắng, cái cây nó sẽ tổng hợp từ ánh nắng. Mà chúng ta cách ly ánh nắng rồi á thì nó bị thiếu thiếu cái canxi, thì chúng ta bổ sung đó, để hạn chế cái việc rụng nụ, rồi teo bông đó. Cái bông nó nở ra nó không có căng, cái bông nhúm 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 nó không căng anh em. Thì cách đây 1 năm, năm 2019 đó, thì cũng là một cái năm nó tương đối là nó thuận, nó nở cái mai, những cái mai nở rất nhanh đa phần anh em. Nên nhiều 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 cái cây á cách ly ánh nắng á thì ra một nguyên cái chợ hoa luôn, là cây nào cái nấy bông tí xíu à, nó không có đủ nắng nè. Nên ta bổ sung canxi bo thì nó cũng sẽ hạn chế bớt cái việc teo nụ, nhỏ nụ ha. Đó. Ngoài ra thì anh em cũng, những cái loại này nè anh em có thể là pha chung với lại thuốc sâu anh em xịt. Nó còn cái liều lượng pha thì tùy cái nhà sản xuất, mỗi cái nhãn hiệu thì nó có hướng dẫn khác nhau. Anh em sẽ đọc cái hướng dẫn để anh em pha. Anh em đọc theo cái hướng dẫn, nhưng mà anh em pha loãng hơn cái hướng dẫn của nhà sản xuất nha. Anh em đừng có pha theo cái liều lượng đó, chiếu theo cái liều lượng đó, nhưng mà anh em phải sẽ pha loãng hơn. Phun sương lên cái nụ này nè, phun khoảng chừng 1 lần 2 lần gì đó, mà thường anh em phun 1 lần đủ rồi. Lúc mà cái nụ nó đang chuẩn bị bung mày nè, để anh em phun là ok, kết hợp với thuốc sâu luôn nha anh em, để làm sao nó đục nụ á, cắn nụ, rụng nụ hết. Đó, một số vấn đề chia sẻ thêm với anh em nha. Khi anh em xem thấy hay, cho em một nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào cái nút chuông để đón theo dõi những clip mới. Em sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên về vấn đề chăm sóc cây mai nha. Xin chào.